Xin chào mọi người, thì ngày hôm nay thì mình sẽ cho vật liệu lọc vào trong cái dàn baki chế của mình và mình sẽ chạy test nước thử hồ nha mọi người. Mình sẽ cho những vật liệu lọc như là sứ lọc này, nham thạch này và một ít xỉ than vào nữa. Khi mọi người cho xỉ than thì mọi người lưu ý là mọi người phải ngâm trước mấy ngày cho muối và xanh tím metinen để làm khử khuẩn, khử trùng sạch và ngâm tầm 3 đến 5 ngày. Sau đó thì mình thay nước mới ngâm thêm 2 ngày nữa thì mình sẽ dùng được xỉ than. Còn thực ra thì vật liệu lọc bây giờ nó cũng rẻ thôi, sứ lọc rồi nham thạch thì nó chỉ có tầm 15.000 một cân thôi, hoặc là đá lông vũ thì 23.000 một cân thì nó cũng rẻ thôi. Với cái bể mini này thì mọi người nên tận dụng những cái vật liệu lọc nó tốt một chút thì nó sẽ ok hơn. Còn đây thì mình tận dụng cái vật liệu lọc mình đã sẵn có từ lâu rồi, mình dùng lại cho nó tiết kiệm. Thì cái khay thứ hai thì mình sẽ để vật liệu lọc là sứ lọc và nham thạch. Mọi người cứ dàn đều ra nha mọi người, đừng xếp nó cao quá. Và cái ngăn đầu tiên thì mình cũng để một lớp sứ lọc và nham thạch mỏng thôi, không dày đâu. Sau đó thì mình sẽ lót một lớp bông lọc lên bên trên. Tránh cái tình trạng là nếu như mà bể cá như bạn để ở chỗ ban công ấy thì cái lưu lượng nước của nó chảy xuống sẽ rất là lớn và nó sẽ tạo ra những cái tiếng kêu. Và nếu như bạn muốn tránh những cái tiếng kêu như vậy thì hãy để một cái lớp bông lọc ở bên dưới cũng như là một lớp bông lọc bên trên nha mọi người. Như mình thì mình sẽ để bên trên thôi, bên dưới thì mình sẽ không để. Vì cái ban công của mình thì có cửa cách âm rồi nên mình cũng không cần thiết cho lắm. Đó, mình sẽ cắt một cái miếng bông lọc nó vừa với lại cái khay này và mình lót lên bên trên. Thì khi cái dàn mưa nước bên trên nó chảy xuống thì nó sẽ chảy một cái lớp bông lọc như thế này, nó sẽ hạn chế tiếng ồn cho mình nha mọi người. Ok, đấy là cái khay thứ hai. Còn cái khay đầu tiên, khay trên cùng, để nước vào thì mình sẽ để hai lớp bông lọc, một lớp bông lọc màu xanh này và sau đó thì mình sẽ để thêm một cái lớp bông lọc màu trắng lên bên trên. Lớp bông lọc màu trắng có cái tác dụng là giữ những cái chất thải cũng như là những cái tồn rất là hiệu quả nha mọi người. Đó. Và cái bông lọc này thì tầm khoảng độ 1 cho đến 2 tuần tùy vào cái lượng cá trong bể của bạn nhiều hay ít, nó sẽ làm bẩn cái bông lọc thì bạn có thể thay hoặc giặt lại. Tốt nhất là cái bông lọc màu trắng này nó rẻ thì mọi người lên thay. Mọi người sau một tuần sẽ bỏ cái lớp bông lọc mới lên bên trên để nó giữ cái cặn rất là tốt để nó làm cho nước trong. Còn bên dưới thì mình sẽ để lớp bông lọc màu xanh. Và lớp bông lọc màu xanh này cùng với lại những vật liệu lọc nó sẽ lưu trữ và là nơi trú ẩn cho vi sinh rất là tốt nha mọi người. Ok, và cái khay cuối cùng thì mình sẽ xếp phun sứ thanh nha mọi người. Sứ thanh ở cái khay cuối cùng. Và khay cuối cùng thì có hai cái lỗ xả xuống đáy, mọi người có thể nhìn này. Nước nó đang chảy xuống lỗ xả dưới đáy đấy ạ. Đấy, mọi người có thể nhìn. Và khi mà mọi người tạo một cái nấc, một cái co nối ở bên trên này cho nó cao lên và cho nó thẳng đứng lên như thế này
thì nó sẽ tạo, khi mà nước nó chảy xuống ấy, nó chảy xuống cái lỗ thoát bên dưới thì nó sẽ đồng thời tạo ra cái sụt oxy luôn, và mình sẽ không phải vất vả để chạy cả máy sụt nữa. Máy sụt mình chỉ dùng trong cái trường hợp khẩn cấp, đó là mất điện thôi, và tiết kiệm điện cho mình rất là nhiều nha mọi người. Mọi người cứ thử ứng dụng đi, chắc chắn nó sẽ phun ra oxy đấy ạ. Nếu như mọi người không lót một cái bông lọc ở cái khay bên dưới này thì nó sẽ tạo ra oxy, và nếu như mọi người lót một lớp bông lọc ở bên dưới thì mọi người nhớ là đục hai cái lỗ ở bông lọc cho nó vừa hai cái lỗ thoát xuống này thì nó vẫn có thể tạo ra oxy được nha mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ xếp cái dàn ba ki này lên, cũng như là lắp đường ống để cho chạy thử cái hồ này luôn, test thử hồ luôn. Test giò thì mình đã test trước rồi, còn bây giờ mình sẽ test để chạy nước qua cái dàn ba ki này. Mọi người lưu ý là cái bông lọc trắng này để bên trên rất là tốt này. Đấy, coi như là cái khay bên trên cùng mình chỉ để bông lọc thôi. Khay thứ hai mình sẽ để nham thạch và sứ, và khay thứ ba mình sẽ để phun sứ thanh. Ok, mọi người đã thấy mình đang chạy thử cái dàn nước, dàn mưa này, và mình cũng cho thêm cả một chút thuốc tím từ cái lần trước rồi, nên là này mình sẽ phải thay nước và mình chạy nước thật cho bể cá. Khi chạy nước này thì mình sẽ chạy tầm khoảng độ 3 đến 5 ngày. Nếu mọi người kỹ hơn thì mọi người chạy một tuần cho nước nó ổn định thì mọi người hãy thả cá mọi người nhé. Ok đấy, mọi người thấy không ạ? Mình không hề bật sủi oxy mà oxy nó tự phun qua hai cái đường ống xuống, tạo ra một hai cái luồng oxy nó chạy xung quanh bể rất là tốt. Và tiếp theo thì để làm nước thì mình sẽ làm vi sinh, làm trong nước. Vi sinh thì có hai loại, một loại SPF và hai là cái loại vi sinh bột. Mình nhớ là có một loại vi sinh bột của Mai Việt, còn đây là vi sinh mình mua cái loại vi sinh bột gần nhà mình. Họ cũng có một cái loại vi sinh bột rất là tốt, mình dùng cho bể to nhà mình khá là ổn, nên mình rất là chuộng dùng cái loại vi sinh này. Thì mình sẽ cho một muỗng vào trong trực tiếp bể cá và một nửa muỗng ở trên dàn ba ki để cho nó chảy xuống. Mọi người sẽ thấy có một hiện tượng là mới đầu châm vi sinh trong vòng 2 ngày đầu thì nước nó hơi đục một chút. Mọi người cứ để chạy tầm 3-4 ngày thì nó sẽ ok nha mọi người, lại trong vắt trở lại thôi. Và sau đó thì mình sẽ cho tiếp 2 viên xê sủi. Xê sủi thì định lượng là 5 viên cho một khối nha mọi người. Và cuối cùng thì không thể thiếu được, đó là muối ăn. Muối ăn thì mọi người lưu ý chúng ta sẽ không mua muối tinh hoặc muối iốt. Muối tinh ấy, mình cũng mua nhầm một cái bịch muối tinh 10.000. Thì đó là cái muối họ pha iốt, nó sẽ không tốt cho hồ cá đâu. Mình sẽ dùng cái muối hột, tức là muối người ta bán thô ấy, trực tiếp trên biển xuống ấy, muối hột nha mọi người. Chứ mình sẽ không dùng cái muối chứa iốt nha mọi người. Mình sẽ cho định lượng là 3kg cho một khối mọi người nhá. Đây, mọi người thấy là sau 3 ngày chạy nước thì nước đã trong vắt rồi mọi người. Đó. Và oxy thì cũng như thế này là cung cấp đủ cho hồ cá mọi người ạ. Rất là ok rồi mọi người. Nước rất là trong. Ok, rất là cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hãy like và đăng ký kênh giúp mình để mình ra nhiều video hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.